chào các bạn đến với kênh du lịch của mình. Mình là Hùng. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm một chuyến du lịch đi đến thành phố Triệu Châu, tìm về những lịch sử văn hóa dân tộc Triệu Châu. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi vào thành phố Triệu Châu để tham quan các công trình kiến trúc lịch sử nghệ thuật và đi đến những địa điểm quan trọng, hướng dẫn các bạn cách đi đến thành phố Triệu Châu. Đầu tiên là mình bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới sân bay Bạch Vân. Và tại sân bay Quảng Châu, các bạn có hai cách. Một là các bạn có thể chuyển máy bay qua bay tiếp qua sân bay Chiều Sán, hay còn gọi là sân bay Kiết Dương. Cách thứ hai là bạn có thể ngồi tàu điện ngầm số 3 rồi chuyển sang số 2, khoảng 1 tiếng để đi tới ga Quảng Châu. Nếu các bạn đi đến Quảng Châu Nam thì các bạn mất khoảng 1 tiếng 9 phút. Nếu các bạn mua vé ở Quảng Châu Đông thì mất khoảng 27 phút, bởi vì sân bay rất là gần Quảng Châu Đông. Cách thứ hai là bay từ Hồ Chí Minh đến Thẩm Quyến, có rất nhiều chuyến bay. Và ở Thẩm Quyến các bạn cũng đi tàu điện ngầm số 11 và các bạn chuyển sang số 5, đi trong vòng hơn 1 tiếng 15 phút các bạn tới ga Thẩm Quyến Bắc. Các bạn mua vé tàu để đi qua ga Chiều Sán. Thì mình chia sẻ thêm về từ Quảng Châu mà đi Chiều Sán bằng tàu cao tốc thì mất khoảng 2 tiếng 45 phút đối với tuyến mà có bắt đầu từ chữ G, còn nối với tuyến bắt đầu từ chữ D là hơn 3 tiếng. Còn từ Thâm Quyến mà đi Chiều Sán, các bạn mất khoảng hơn 2 tiếng để đi từ Thâm Quyến đi tới Chiều Sán. Từ ga Chiều Sán các bạn phải bắt xe và đi xe bus. Hành trình cụ thể như thế nào xin mời các bạn theo dõi. Hello các bạn, bây giờ là 7 giờ 10 phút. Mình đã tới ga tàu cao tốc Quảng Châu Nam để chuẩn bị xuất phát ga Chiều Sán. Ở đây là tầng 3 nhé các bạn. Ở đây rất là rộng cho nên bạn mua vé tàu bạn phải chú ý đây. Có cái chữ là San Thượng B8. Đó là ý muốn nói là mình phải lên tầng 3, cái quầy B nè, quầy B8 nè. Sau đó mình vô đó mình đợi check in. Chứ ở dưới tầng G rất là rộng, các bạn kiếm không có thấy đâu. Các bạn phải đi ra ngoài gần cái cổng ra vào á thì mới có cái lối check in để lên lầu 3 nhé các bạn. Giờ mình đi qua cổng check in. G63017 giờ 45. Bắt đầu kiểm phiếu G6301 thể hiện lên chữ màu xanh là hộ chiếu. Thì mình xếp hàng phía bên đây các bạn, phía bên trái đấy. Còn nếu bạn sử dụng thẻ số Trung Quốc thì các bạn xếp hàng bên phải để cho yên tự động. Đây mình nhìn dưới mặt đất đây quá to 14 nha. Đây. Sau khi tới trạm Chiều Sán có cái trạm K2 xe buýt bắt chặt. Để chúng ta bắt xe buýt tới cái cảng Sông Thổng để cho xuống đi bộ. Tới đây vào buổi tối thì các bạn phải bắt xe Titi. Titi là các ứng dụng gọi xe giống như Grab và Uber Việt Nam. Trên xe bắt phải xe mở nhạc của Lì Sổ Tiên. Sau khi tới phố cổ rồi, cái món đầu tiên mình ăn nó là bò pía. Các bạn thấy đó, bò pía rất là giống Việt Nam đúng không ạ? Cái bánh và cái kẹo ở trong rất là giống. Nhưng mà nó chỉ khác ở một chỗ là ở đây không có sử dụng cái dừa nào. Và người ta sẽ rắc một cái mè đen với lại đậu phộng và ngò, một chút ngò. Còn ở Việt Nam thì mình xài và như thế là cuốn xong một gói. Sau khi mình ăn xong bò bía, mình đi kiếm khách sạn và cất giữ đồ đạc thì mình bắt đầu đi tham quan điểm đầu tiên, đó là chùa Khai Nguyên, nằm ở đường Khai Nguyên, được xây dựng vào năm 738 đường Huyền Tông, tức là thời nhà Đường cho tới bây giờ hơn 1.000 năm rồi các bạn. Thì kiến trúc chùa thuộc hàng những ngôi chùa cổ nhất Trung Quốc. Các bạn thấy kiến trúc chùa rất là cổ kính đúng không ạ? Kiểu kiến trúc như vậy của các chùa cổ Trung Quốc, đầu tiên là cổng vào là sẽ các bạn sẽ gặp Thiên Vương Điện, hai bên là Tứ Đại Thiên Vương,
Khai Nguyên Trấn Quốc Thiền Tự, sau qua nhiều lần đổi tên chùa. Chùa Khai Nguyên ở thành phố Triều Châu có diện tích là 20.000 m² rất là rộng đây các bạn, và gồm các công trình như là Kim Cang Điện, Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Tàng Kinh Lâu, Quan Âm Cát, Lục Tổ Đường và Địa Tạng Cát. Ngoài ra còn có Thạch Kinh Tràng gồm có 4 tòa, cao 5m8 tầng, với niên đại là 1.200 năm. Rồi sau khi vừa mới ra khỏi cổng chùa Khai Nguyên thì mình đi đến một cái ngã ba ngã tư này. Đây là một con phố bán rất là nhiều đồ, có cả mấy cái quê ná này. Rồi đi thẳng là mình ra cái cổng quản tệ, tù ánh tệ. Ở đây có những hàng và hàng buôn hàng rất là tuyệt. Cá quê ná nhỏ nhắn xinh đẹp. Có mấy cái yến ẩn quen khắp, mấy cái lo cái lỗ, mấy cái quẹt. Rồi hai bên đường bán rồi, bán còn là mứt của trái Phật Thủ, trái Hoàng Bì, cái loại trái gì đó, trái tắc. Có những cái tiệm là ồ luộc, cô xô, nhâm hương, để tiệm đi xa tê. Mấy cái bộ trà công phu mà dạng du lịch nhỏ gọn. Đây có cả mỡ tỏi nè. Đây không cần. Đây mình mua bánh làm quà. Đó còn sai thật ngọt à? Dạ. Cổng tường thành này sau khi mình băng qua, mình sẽ tới cái chỗ mà quảng tè kia, đi qua đường và mua vé ở chỗ kia, rồi sau đó mình đi qua thăm tứ đại cổ kiều của Trung Quốc. Sau khi mình đã băng qua cổng thành cầu Quảng Tế, mình tới ngay bờ sông Hàn với khung cảnh non nước rất là hữu tình các bạn ơi. Xa xa kia đó là vùng đồi núi Triều An, vùng mà có một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng mình sẽ ghé thăm sắp tới, đó là núi Phượng Quan. Về cầu Quảng Tế, cầu Quảng Tế được mệnh danh là tứ đại cổ kiều Trung Hoa. Triệu Châu Kiều ở Hà Bắc, Lạc Dương Kiều ở Tuyền Châu, Lưu Câu Kiều ở Bắc Kinh, và cây cầu thứ tư đó là Tương Tử Kiều, hay còn gọi là cầu Quảng Tế. Thì cây cầu này được xây dựng năm 1171 vào thời Tống Càn Đạo năm thứ 7. Cây cầu nổi tiếng, 4 cây cầu cổ nhất Trung Hoa, và nổi tiếng nhất cái kỹ thuật nhịp cầu nối. Đây chính là cây cầu mà sử dụng kỹ thuật xây nối lại, nối giữa các nhịp cầu sớm nhất thế giới, và đạt di tích cấp 5A Trung Quốc. Cầu dài 518m, gồm có 24 tòa lầu cát nối với nhau, và ở giữa đoạn sông thì được nối lại bằng 18 chiếc thuyền, và mỗi ngày tới khoảng 17 giờ thì sẽ mở cửa cho tàu thuyền thông qua lại với nhau. Đây là cũng là một điểm hẹn vào buổi tối của người dân địa phương và du khách, bởi vì có trình diễn ánh sáng nghệ thuật từ thứ hai đến thứ năm vào lúc 9 giờ và 10 giờ với mỗi tiết mục khoảng 15 phút. Từ thứ sáu đến chủ nhật bắt đầu sớm hơn một tiếng, đó là 8 giờ và 9 giờ tối. Cùng mời các bạn thưởng thức những tiết mục trình diễn ánh sáng. Chào mừng quý vị đến với bộ phim Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau khi mình đã tham quan cái trình diễn âm thanh ánh sáng ở cầu Quảng Tế xong thì mình quay về cái phải phần chia, có nghĩa là cái phố Bài Phường á, khu phố cổ thành phố Triều Châu. Thì phố Bài Phường được dựng lên với mục đích là để tưởng nhớ những vị, những người có công, những người mà đỗ đạt khoa cử cao theo sử sách ghi lại. Thì mình đang ở đường Thái Bình, là con đường mà có nhiều cái bài phường nhất, có tới 39 bài phường, được xây dựng từ thời Minh là 34 tòa và từ thời Thanh là thêm 5 tòa, là tổng cộng 39 tòa. Thời gian xây dựng là vào năm 1517. Vào năm 1951 thì có 19 tòa bị phá hủy hoàn toàn, và năm 2006 thì chính phủ cho khôi phục 22 tòa, trong đó đường Thái Bình có 20 tòa và đường Đông Môn có 2 tòa. Thì phố Bài Phường cảnh đêm rất là đẹp đấy các bạn. Nếu như các bạn tới mà du lịch chụp hình sống ảo thì rất là phù hợp. Và ngoài ra thì rất là nhiều đồ ăn truyền thống của Triều Châu, nhưng theo mình thưởng thức thì không có gì đặc sắc và chỉ phục vụ cho du lịch. Bởi vì đây là một cái khu mà du lịch phố cổ, mọi thứ từ hàng hóa cho đến món ăn phục vụ du lịch, cho nên mình khuyên các bạn, nếu các bạn muốn thưởng thức những món đặc sắc của Triều Châu thì các bạn nên ra khỏi khu phố. Thậm chí là người dân địa phương còn khuyên là không nên ăn ở khu phố du lịch này, bởi vì giá rất là mắc và không có gì đặc sắc. Sáng hôm sau mình dậy sớm và mình bắt xe TT thông qua hệ thống WeChat Pay để đi ra trạm xe khách Triều Châu. Và ở trạm xe khách mình điện thoại cho hãng xe mà có xe buýt chở đi núi Phụng Hoàng thuộc huyện Triều An đấy các bạn, rất là xa trung tâm thành phố Triều Châu. Từ thành phố Triều Châu mà đi đến núi Phụng Hoàng thì mình phải mất một khoảng thời gian cũng rất là lâu, và cái quãng đường là hơn 60 km, khá xa. Và con đường đi đến núi Phụng Hoàng thuộc khu vực Triều An, trải qua những dãy núi và đường đèo rất là đẹp, và xung quanh thì trồng rất là nhiều cây trà. Đây là vùng đặc sản trà Triều Châu, hai bên đường người dân trồng rất là nhiều trà. Đây là một đồi cao nguyên không quá cao, và mình cảm giác giống như là đang ở Bảo Lộc của Việt Nam vậy đó. Hai bên đường trồng rất là nhiều trà và hầu như hộ gia đình đều kinh doanh trà. Buôn bán trà ở thành phố Triều Châu thì họ thường có một mảnh đất trồng trà ở đây, và họ thường xuyên đi xe bus hoặc là tự chạy xe tới thăm cái đồng trà của mình. Các bạn thấy là hai bên đường ấy toàn những cửa hàng trà. Và sau khi đến thôn Phượng Hoàng thì tài xế nhắc mình là đi xuống, bởi vì đó là coi như là cuối trạm. Đây là khu vực thôn Phượng Hoàng ở ngã ba như Mũi Tàu ở Việt Nam vậy đó, và bác tài sẽ cho mình xuống xe. Và mình đi một đoạn rất là xa đấy các bạn, đi một đoạn cũng khoảng 15 phút đấy, tới cái khu vực mà có cái trung tâm thương mại trà, và kế bên là cây cầu
thì mình đi qua cầu và đi cũng khoảng một đoạn 5 đến 10 phút thì sẽ tới cái địa điểm có xe để chở mình đi lên đỉnh núi Phụng Hoàng, có hồ Xuân Trì để tham quan. Đây là món hủ tiếu chiều trâu này các bạn. Cái sợi phở cũng khá giống như ở Việt Nam mà. Ngoài ra còn có hàu sống nè, còn có cái con này là con gì mình quên, nó giống con nghèo. Qua wow, và nước dùng thì lúc nào cũng phải trong, nấu lúc nào cũng phải trong. Và đặc biệt món tiều của tiếu tiều là phải có mỡ tỏi, nước thì nấu trong có mỡ tỏi thì ăn sẽ có vị tiều ngay. Ở đâu cũng nấu như vậy các bạn. Và nước thì rất là thanh, tại vì người ta sẽ nấu nó là đơn giản xưa thôi, cho nên không có bí quyết truyền thống gì hết, ai cũng có thể nấu được. Món tiều đặc trưng là cái món mà rất là thanh trong, ít mỡ, các bạn nấu thấy đâu có nhiều dầu mỡ đâu. Và món tiều ở ăn bất cứ nơi nào lúc nào cũng vậy, cũng sẽ có một chén chấm, người ta sẽ để cho mình chén chấm đủ, lúc nào phải có sa tế và nước tương. Các bạn đi qua Macau các bạn ăn ở cái món Quảng hay là đi Quảng Châu ăn cũng không có chén chấm cho các bạn đâu. Có món tiều mới đặc biệt, cái gì cũng phải chấm. Sau khi ăn xong mình đi bộ khoảng 15 đến 20 phút để tới được cái công ty này nè. Và mình đi vào thì mình xem cái vé đó là 60 đồng hạng phổ thông một người, bao gồm cả xe đưa đón. Và mình đã mua cái vé 60 đồng gồm cả xe đưa đón lên và xe đưa đón xuống. Thì các bạn thấy đây là một cái công ty du lịch cũng khá lớn đấy, thiết kế đầy đủ và có bản đồ này, bản đồ để đi lên núi Phụng Hoàng, đi lên hồ Thiên Trì. Thì theo lịch trình thì mỗi một tiếng sẽ có một chuyến xe đưa khách du lịch lên và tiếng cuối cùng là 6 giờ. Hoặc là bạn có thể ở trên núi chơi qua đêm, bởi vì cái vé của mình có thời hạn một ngày 24 tiếng. Bây giờ vừa mới đúng giờ đó, 10:20 rồi, tất cả rồi, để xe đi lên luôn. Qua xe vừa chở mình tới cái cổng là lên cái hồ Phụng Hoàng Thiên Trì đó. Xe đưa mình tới chân núi để mình leo lên hồ Thiên Trì. Và để lên tới đỉnh hồ Thiên Trì thì phải mất khoảng 1.200m. Và xung quanh mình thì rất là nhiều cây trà đang nở hoa rầm rộ, mùi hoa trà rất là thơm như hoa lại các bạn. Và cuối cùng mình cũng đã leo lên hồ Thiên Trì. Đây là khu vực mà cho những người mà cắm trại để ngắm sao qua đêm đấy các bạn. Khung cảnh rất là nên thơ và không khí rất là mát lạnh. Đây là hồ Thiên Trì. Và ở đây mình có thể kêu trà uống. Đặc sản ở đây đó là trà udon. Núi Phụng Hoàng có nhiều cụm núi, trong đó cụm núi udon rất là nổi tiếng với đặc sản là trà udon. Trà udon rất là nổi tiếng, mùi vị rất là say đắm lòng người, là một trong 32 loại trà mà Trung Quốc công nhận. Núi udon cao 1.325m, có diện tích khoảng 76 mẫu, được tạo thành từ miệng của núi lửa. Nơi đây gắn với sự tích là Tây Vương Mẫu xuống tắm hồ. Và đặc biệt mỗi năm nhiệt độ hạ thấp thì ở trên đây có thể sẽ đóng băng. Ngoài việc tới hồ Thiên Trì để thưởng lãm cảnh sắc của hồ thì mình thích nhất trong chuyến hành trình này đó là tìm hiểu trà ô đông, một loại trà truyền thống, một loại trà đặc trưng của vùng Triều Châu. Xứ Triều Châu là xứ mà rất nổi tiếng về công phu trà và mọi người uống trà hàng ngày thay nước. Nhưng mà tới đây mình được tìm hiểu về cái trà ô đông, mùi vị rất là đặc biệt. Mình đã order một phần trà 80 đồng, cái loại mà rẻ nhất đấy các bạn. Ngoài ra còn có loại 100 mấy đồng và mấy trăm đồng cũng có. Thì trà rất là đặc biệt, cái mùi thơm không lẫn vào đâu, đúng là một trong 32 loại trà của Trung Quốc. Thì một chỗ là trà này pha, có thể pha rất là nhiều lần, các bạn có thể pha từ sáng tới chiều uống và cũng không có hết mùi vị các bạn. Mà mình quyết định mua 500g trà để về uống. Vậy là đã kết thúc hành trình đi tham quan Triều Châu rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ subscribe YouTube mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.